Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký công điện về việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước theo đúng quy định pháp luật, tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu. Ứng phó với mưa lớn, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình đã di rời các hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng sạt lở cao khỏi khu vực dưới núi ở thị trấn Quy Đạt. Gần 500 người thiệt mạng, hơn 1.600 người bị thương khi lực lượng phòng vệ Israel tiến hành không kích diện rộng vào lãnh thổ Liban. Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin trưa ngày 24 tháng 9 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Kính thưa quý vị, trong 2 ngày qua trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có mưa vừa đến mưa to. Ứng phó với mưa lớn, huyện Minh Hóa đã di rời các hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng sạt lở cao khỏi khu vực dưới núi ở thị trấn Quy Đạt. Đây là lần thứ hai trong mùa mưa lũ năm nay, người dân thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình phải di rời để tránh sạt lở. Trước đó, người dân nơi đây cũng đã phải di rời do ảnh hưởng từ mưa lớn của áp thấp nhiệt đới. Tại trụ sở của Ủy ban Nhân dân xã Quy Hóa cũ, có 25 hộ với 60 nhân khẩu được di rời đến nơi ở tập trung. Các hộ dân được chính quyền địa phương bố trí chỗ ăn ở, sinh hoạt ổn định, giúp người dân yên tâm khi phải di rời. Đây, chính quyền từ cấp huyện đến cấp thị trấn họ rất quan tâm. Cán bộ lãnh đạo là trực tiếp là cử các cái tổ chức các ban ngành đến là tuyên truyền vận động bà con là để về khu tập trung. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình đã trực tiếp đến kiểm tra hiện trường khu vực có nguy cơ sạt lở và nơi sinh hoạt của những người dân phải di rời. Đồng thời, chỉ đạo chính quyền địa phương chủ động nguồn lương thực, điều kiện cần thiết để đảm bảo cuộc sống của người dân trong thời gian xảy ra mưa lũ. Thì huyện cũng đã tập trung chỉ đạo các cái xã thị trấn, các cơ quan đơn vị chủ động trong cái quá trình ứng phó với mưa lũ và đặc biệt là liên quan đến cái phần sạt lở. Chúng tôi cũng đã ra soát, xây dựng cái phương án cụ thể để tổ chức di dời các hộ dân đến nơi an toàn. Tại huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình có 34 điểm có nguy cơ sạt lở khi mưa lớn xảy ra. Trong đó có một số điểm có nguy cơ sạt lở núi cao. Để ứng phó với mưa lớn, 2 ngày qua, huyện đã phải di dời hơn 58 hộ dân đến nơi ở an toàn trước nguy cơ sạt lở núi. Trong đó, thị trấn Quy Đạt có 38 hộ, các hộ còn lại thuộc bản Rục, xã Hồng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, trên 6.700 căn nhà ở Lào Cai bị ảnh hưởng, trong đó có trên 1.100 căn nhà bị sập đổ hoàn toàn. Hàng chục nghìn nhân khẩu phải di rời. Sớm ổn định chỗ ở cho người dân trong vùng thiên tai đang là ưu tiên hàng đầu lúc này. Trước khi chờ các khu tái định cư được xây dựng, nhiều khu tạm cư đã được khẩn trương dựng lên để đảm bảo an toàn cho người dân. Chồng chị Hoàng Thị Cảnh là một trong những nạn nhân hiện vẫn còn mất tích sau vụ sạt lở đất, lũ quét ở thôn Làng Nủ. Giờ còn lại chị và hai người con nhỏ. Nhà cửa, đồ đạc đã bị vùi lấp hoàn toàn. Dù đối mặt với muôn vàn khó khăn, nhưng chị Cảnh cũng thấy yên tâm phần nào khi nhận được sự quan tâm, sẻ chia và có chỗ ở trong khu tạm cư này. Đưa con đến trường học, con bảo mẹ ơi, mình chưa có nhà ở như vậy thì liệu con đi học có được không? Có một ngôi nhà để mình ở rồi, đến lúc ấy mình yên tâm để mình sản xuất, để ổn định lại cuộc sống. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước giúp đỡ cho bà con nó yên tâm hơn về cái chỗ ăn và chỗ ở cho bà con nhân dân. Đến hiện tại bây giờ thì cũng có một phần là bớt đi những cái nỗi đau buồn. Khu vực tạm cư gồm 4 dãy nhà với 23 căn được xây dựng bằng khung thép chắc chắn, đảm bảo an toàn và thoải mái cho các gia đình. Mỗi căn nhà được trang bị đầy đủ các vật dụng sinh hoạt thiết yếu, giúp các hộ dân nhanh chóng ổn định cuộc sống trong thời gian chờ tái định cư hoàn thành. Tạo điều kiện cho người dân về tất cả các cái vật dụng, rồi các cái điều kiện cần thiết, nhu yếu phẩm để cho người dân có thể ổn định ngay cuộc sống khi bước vào cái khu tạm cư để sinh sống trong cái thời gian để xây dựng cái khu tái thiết lại cái khu dân cư mới. 17 hộ dân ở thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà cũng đã có nơi ở mới an toàn hơn. Được tỉnh hỗ trợ dựng nhà, kéo điện, nước sinh hoạt, phát thuốc, khám chữa bệnh,
Đến nay điều kiện sinh hoạt của người dân đã dần ổn định. Cùng với đó, các mặt hàng cứu trợ từ mọi miền đất nước cũng đã kịp thời gửi đến với bà con. Ở đây thì cũng có tiết nước, có nước chạy đây, giảm nước thì cũng thoải mái hơn ở trên đấy. Được hỗ trợ gạo mới mì tung với cái loại cũng gọi là độ các loại cũng gắn và kết với cả làm xong thì vượt qua cái đoạn khó khăn này. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng xăng dầu cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân doanh nghiệp, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu chủ động nguồn hàng, cung cấp đủ xăng dầu cho hệ thống, tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu trong hệ thống phân phối xăng dầu của mình. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Bộ trưởng Bộ Công Thương tiếp tục hỗ trợ các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu tiếp cận nguồn vốn để khuyến khích doanh nghiệp tạo nguồn hàng, bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước theo đúng quy định pháp luật, không để lợi dụng vi phạm pháp luật. Vào sáng ngày 24 tháng 9, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 33 đồng phạm tiếp tục phần xét hỏi. Sau khi hội đồng xét xử, viện kiểm sát thẩm vấn xong, luật sư bào chữa tiến hành hỏi các bị cáo liên quan tới hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong phần xét hỏi sáng nay, luật sư tập trung vào vấn đề tài sản đảm bảo để khắc phục hậu quả vụ án của bà Trương Mỹ Lan và gia đình. Theo bà Lan, ngoài số tiền gần 400 tỷ đồng mà gia đình đã nộp cho cơ quan chức năng để khắc phục hậu quả vụ án ở giai đoạn 1, ở giai đoạn 2 này, bà và gia đình sẵn sàng đứng ra giải quyết cho các bị hại. Bởi hiện các khối tài sản của gia đình và tập đoàn Vạn Thịnh Phát, theo như bà Lan khai báo, hiện nay còn hơn 300.000 tỷ đồng. Trong đó, nổi bật là các khoản gồm hơn 17.000 tỷ đồng có nguồn gốc từ phát hành trái phiếu mà nhiều ngân hàng đã nhận. Các khoản tiền tài sản liên quan vụ án giai đoạn 1 mà tòa án đã buộc các cá nhân tổ chức nộp lại khoảng 21.000 tỷ đồng. Dự án 29 Liễu Giai Hà Nội, dự án Tứ Giác Nguyễn Huệ, Huỳnh Thúc Kháng, Hồ Tùng Mậu, Ngô Đức Kế, dự án 6A tại Bình Chánh. Liên quan đến cáo trạng truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà bị cáo Lan với vai trò là chủ mưu trong việc phát hành các trái phiếu khống để lừa đảo nhà đầu tư, bị cáo tiếp tục khẳng định mình không phải là người đưa ra chủ trương. Theo bà Lan, với vai trò là chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bà chỉ cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB mượn các công ty An Đông, Quang Thuận, Sicha, Sunnyworld để phát hành trái phiếu nhằm cứu ngân hàng này. Về chủ trương, phương thức phát hành trái phiếu và sử dụng số tiền thu về từ nhà đầu tư, hơn 30.000 tỷ đồng cũng do Ngân hàng SCB mà cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đinh Văn Thành đã bỏ trốn và cựu Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Phương Hồng đã mất, chủ động thực hiện. Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội, sau gần 6 tháng triển khai hình thức vé ảo, thẻ phi vật lý cho hệ thống xe buýt, đến nay đã có gần 50.000 vé xe buýt phi vật lý được đăng ký, chiếm 47% số thẻ vé tháng. Thẻ vé ảo được thiết lập theo tài khoản định danh của khách hàng, hiển thị trên điện thoại di động, có hình ảnh và đầy đủ thông tin như thẻ chip vật lý, như mã thẻ, thông tin chủ thẻ, loại đối tượng, thời hạn sử dụng thẻ. Sử dụng thẻ ảo giúp tiết kiệm chi phí phát hành thẻ vật lý. Khách hàng không tốn thời gian và chi phí đi lại để nhận và dán tem trên thẻ vé tháng. Thẻ ảo có giá trị sử dụng ngay sau khi đăng ký thẻ thành công, thuận tiện khi đăng ký thẻ, gia hạn thẻ vé tháng cho người thân hay theo dõi lịch sử, sử dụng dịch vụ của cá nhân. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sử dụng thẻ vé ảo tham gia vận tải hành khách công cộng, kể cả khi không có mạng Internet. Từ ngày 20 tháng 9 vừa qua, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội đã tiếp tục triển khai hình thức thẻ ảo offline, áp dụng toàn bộ thẻ vé tháng, thẻ miễn phí trên tất cả các tuyến xe buýt có trợ giá toàn mạng lưới. Trạm hoán đổi pin xe điện hai bánh đầu tiên tại thành phố Đà Nẵng do Bộ Công Thương triển khai với sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID vừa được đưa vào sử dụng. Đây được xem là giải pháp tiên phong trong việc chuyển đổi xanh, sử dụng hiệu quả năng lượng. Bình thường khi xe điện hết pin phải mất từ 3 đến 8 giờ đồng hồ để sạc đầy pin. Nay có trạm hoán đổi pin này, người dân chỉ mất khoảng 2 phút để đổi cục pin đã sạc đầy sẵn lắp vào xe.
các cái trạm thì nó bố trí các địa điểm cũng thuận tiện, và khi mà em muốn đổi pin thì em chỉ cần xem cái trên cái app là mình biết các cái trạm đang còn bao nhiêu pin thì mình ghé đổi đấy. Chúng ta chỉ đổi pin trong vòng 2 phút, từ đó giúp các bác tài, các tài xế có thể là di chuyển được quãng đường đi xa hơn, nó không bị giới hạn giống với các cái giải pháp liên quan đến trạm sạc. Mình là đổi pin, mình không có sạc, vì vậy thì đó là một giải pháp rất tốt cho thành phố Đà Nẵng mình. Mô hình trạm hoán đổi pin xe điện hai bánh tại Đà Nẵng do Bộ Công Thương và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ thông qua chương trình Năng lượng phát thải thấp Việt Nam 2 triển khai, góp phần giảm phát thải khí nhà kính, tăng hiệu suất sử dụng năng lượng, giúp Việt Nam đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Sử dụng xe điện là cơ hội lớn cho Việt Nam thực hiện mô hình kinh doanh xanh mới, bởi vì nó giúp tăng trưởng xanh, đạt được nhiều mục tiêu, giảm tiêu thụ năng lượng, cải thiện được vấn đề ô nhiễm môi trường và cải thiện được sức khỏe của người dân. Cho nên, sự kiện đưa trạm hoán đổi pin vào hoạt động sẽ giúp cho Việt Nam đạt được mục tiêu rất lớn lao, đó là đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Thời gian tới, Đà Nẵng sẽ có ít nhất 20 trạm hoán đổi pin trên địa bàn, ưu tiên phục vụ cho các hoạt động vận chuyển du lịch và chạy xe công nghệ. Đặc biệt sẽ xây dựng trạm đổi pin kết nối thành phố Huế, Đà Nẵng và Hội An, tạo nên hành lang du lịch bằng xe máy điện dọc tuyến đường đầy tiềm năng này.